Đầm nước màu hồng này rộng hàng ngàn mét vuông ở cống số 6 sau khu chế biến hải sản tại xã Tân Hải, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Theo Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu thì đầm nước này mới đổi màu từ hơn 10 ngày qua. Đầm nước này là nơi nhận nước xả thải của các nhà máy chế biến hải sản tại khu vực cống số 6 từ hàng chục năm qua. Do các nhà máy chế biến hải sản xả thải khiến đầm nước ô nhiễm nên nhiều năm nay Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã di dời các nhà máy đến khu chế biến hải sản Lộc An, huyện Đất Đỏ và còn để lại vài nhà máy. Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cũng đã chỉ đạo các sở ngành tổ chức nạo vét bùn ô nhiễm trong đầm. Tuy nhiên, một số nhà máy hoạt động vẫn lén lút xả thải ra đầm này, khiến cho nước nơi đây luôn luôn bị ô nhiễm, lâu lâu xuất hiện mùi hôi thối nồng nặc. Từ năm 2017, nước trong đầm này từng xuất hiện màu hồng như hiện nay. Theo các chuyên gia là do nước bị ô nhiễm và đúng ngày tạo nở hoa nên nước có màu hồng. Ngày 1 tháng 4 năm 2021, ông Đặng Sơn Hải, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cho biết, đang mời các nhà khoa học về khảo sát xác định nguyên nhân nước có màu hồng.